Kính chào quý vị và các bạn. Hai ngày đầu tuần, mưa dông tiếp tục xảy ra nhiều ở miền Bắc, nhất là khu vực Trung Du và vùng núi. Trong đó thì có những điểm mưa vượt 250mm, cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các sườn đồi núi. Đồng bằng Bắc Bộ cũng có những điểm mưa vượt 150mm, có thể gây ra hiện tượng ngập úng ở các vùng trũng thấp hay là khu đô thị. Mưa cũng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển lên các điểm du lịch vùng núi như là tại Mộc Châu, Sơn La. Mưa nhiều nhất trong 2 ngày là ngày thứ 2 và ngày thứ 3. Đến ngày thứ 4 thì mưa mới giảm nhanh và trong ngày có những khoảng hửng nắng trở lại với nhiệt độ cao nhất là 28 độ C. Đêm và sáng sớm thì còn se lạnh, nhiệt độ thấp nhất là 20 đến 21 độ C. Khám phá những đồi chè bát ngát ở Mộc Châu, ngoài những khoảng hửng nắng vào ban ngày, thì vào sáng sớm khi mà trời se se lạnh cùng với sương sớm răng phủ sẽ là những trải nghiệm khó quên đối với du khách. Với các điểm du lịch ở Tây Nguyên và Nam Bộ thì trong những ngày đầu tuần cũng cần lưu ý là trời sẽ có mưa về khoảng thời gian buổi chiều. Tuy là ít điểm mưa to nhưng vẫn cần đề phòng với sấm sét, dông lốc nguy hiểm. Buổi sáng và trưa thì trời có nắng nên là sẽ thuận lợi hơn cho kế hoạch du lịch. Như tại Long An, dự báo 3 ngày tới thì trời sẽ có nắng chủ yếu trong khoảng thời gian buổi sáng và buổi trưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 32 đến 33 độ C. Rất lý tưởng để du khách ghé thăm làng nổi Tân Lập với cung đường xuyên rừng tràm. Cùng với đó là khung cảnh làng quê nguyên sơ sẽ mang lại cảm giác thư thái và dễ chịu. Trong khi đó, thì các điểm du lịch ở miền Trung thời tiết thuận lợi hơn khi mà nắng nhiều. Riêng buổi trưa thì khá nóng, như tại Bình Định 3 ngày tới, nhiệt độ tăng cao 35 đến 37 độ C. Buổi sáng và chiều tối thì trời dịu hơn để du khách có thể tắm biển, dạo chơi và cắm trại ở bãi biển Kỳ Co. Cuối bản tin là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.